Thưa quý vị, nhằm nâng cao trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện các chính sách đối với người có công, thể hiện ý nghĩa cao cả của đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo các mẹ Việt Nam anh hùng bằng những hành động thiết thực. Thành đoàn Đà Nẵng đã triển khai mô hình hết sức ý nghĩa mang tên Chúng con luôn bên mẹ. Chúng con luôn bên mẹ là một thông điệp, một lời tri ân mà tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng dành tặng các mẹ Việt Nam anh hùng, những người phụ nữ đã trải qua những tổn thương, mất mát, hy sinh lớn lao trong chiến tranh. Tình cảm tri ân đó được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực như thăm hỏi, hỗ trợ, đồng hành với các mẹ trong đời sống thường nhật. Chúng con nuôi mẹ là một trong những mô hình rất là thiết thực và ý nghĩa để giúp cho các thế hệ trẻ cũng như các bạn đoàn viên thanh niên nâng cao cái nhận thức về cái truyền thống cách mạng và cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, từ đó để giúp cho cái thế hệ trẻ cần phải thấy rõ được cái trách nhiệm và cái vai trò của mình đối với trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và cũng giúp cho các bạn là cần phải ra sức thi đua trong cái học tập, trong lao động và trong chiến đấu, để mà từ đó xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Được thực hiện liên tục trong 2 năm, từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, xuyên suốt 2 tháng một lần, chương trình Chúng con luôn bên mẹ sẽ triển khai đồng loạt tại các quận huyện do đoàn viên thanh niên các địa phương đơn vị đảm trách. Bên cạnh thăm hỏi, trò chuyện, tặng quà, các đoàn viên thanh niên còn giúp các mẹ dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ, chăm sóc vườn, nấu nướng và ăn bữa cơm gia đình cùng mẹ, phụ giúp chăm sóc các mẹ lúc ốm đau. Với tôi thì chương trình Chúng con liên bên mẹ thực sự là một chương trình rất là ý nghĩa, bởi thông qua cái chương trình này, các bạn đoàn viên thanh niên thế hệ trẻ sẽ có cơ hội để thể hiện được cái tấm lòng tri ân của mình bằng những việc làm rất là cụ thể và thiết thực. Và bên cạnh đó thì cái sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với những bậc thế hệ cha anh đi trước thì sẽ là cái niềm an ủi đối với các mẹ với những mất mát, những hy sinh trong thời chiến. Mong rằng sự quan tâm này của tuổi trẻ địa phương sẽ góp phần đem đến cho các mẹ những niềm vui, sự ấm áp. Đồng thời, thông qua chương trình sẽ góp phần lan tỏa, nhân rộng những mô hình hay, việc làm ý nghĩa của thế hệ trẻ hôm nay trong phát huy truyền thống tốt đẹp, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.